Xin chào tất cả mọi người, xin chào quý khách hàng. Mình Lãm, Sài Gòn Đo. Thì hôm nay mình giới thiệu cái cửa chống cháy nè. Đây là cửa thoát nạn, cửa ngăn cháy cho khu vực phía sau nè, cầu phía sau hành lang thoát hiểm. Đây là cái cầu thang thoát hiểm phía sau nha. Thì cửa chống cháy này yêu cầu là 60 phút, có đầy đủ hồ sơ kiểm định phòng cháy cháy. Cái bộ này thì bây giờ trị giá thì cũng khoảng 7 triệu, khoảng tầm đó. Chưa có hồ sơ nha. Quý khách hàng mua số lượng càng nhiều thì giá sẽ càng giảm. Ở này mình nói chung chung thôi, nhưng mà cái giá tầm khoảng đó. Nếu mà mua ít thì cũng khá cao á, tại chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, rồi chi phí hồ sơ. Nên quý khách hàng đặt càng nhiều, giá càng rẻ. Bộ này thì có đầy đủ hồ sơ kiểm định hết nha. Đây là bộ hồ sơ hoàn thiện, bao gồm lắp đặt nè, ron nè, đo siêu đó, khóa thì đang lắp, tay co thế lực thì nó rơi vào khoảng 12-14 triệu một bộ, nếu mà khách hàng lắp một bộ. Còn số lượng nhiều thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn cả nữa đó. Nên khách hàng cứ cân nhắc lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Bên mình, bên Sài Gòn Đo thì có đầy đủ hồ sơ kiểm định hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn quý khách hàng.